Chào cả nhà, hôm nay đi cùng cả nhà làm hoa mặt trời cho các bé nha. Đầu tiên, mình cần chuẩn bị những dụng cụ sau. Để chia phần hoa và lá, bạn lấy bút chì vẽ một vòng tròn quanh ly, sau đó lấy dao gọt giấy rạch theo đường đã vẽ. Nhớ đừng cắt rời, chừa lại 1cm để làm thân cây. Tiếp đến, ở phần chưa cắt rời, các bạn lấy thước kẻ một đường thẳng từ trên miệng ly xuống đáy ly nhé. Hãy vẽ song song với mép gấp có sẵn của ly giấy, khoảng cách 1cm. Tiếp theo, bóp dẹp phần miệng ly, lấy viết vẽ hai đường vòng hai bên để làm phần lá. Cắt theo đường viết chì đã vẽ, chúng ta sẽ được phần lá của cây. Quay ngược đáy ly lại để bắt đầu làm phần bông hoa nhé. Cắt dọc phần thân ly để tạo cánh hoa. Bẻ gập theo các đường đã cắt là chúng ta được phần cánh hoa rồi. Tiếp theo, vẽ mắt và miệng cho hoa thôi nào. Điểm thêm hai cái má hồng xinh xinh nữa nha. Là hoàn thành bông hoa mặt trời đáng yêu rồi. Các mẹ hãy cho con thỏa sức sáng tạo với nhiều màu khác nhau nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của nhà Bi ạ.